nó lãng phí. Có những người ăn chơi trác táng quá, không giữ được sinh mạng chết. Có những người giữ được sinh mạng nhưng chả giúp gì được cho xã hội, ích kỷ. Có những người có trí tuệ nhưng không dám chơi với trí tuệ của mình. Tôi nói bằng trí tuệ để các anh chị nói về nuôi dạy con cái, để các anh chị phải thấy nỗi đau. Tôi có một cậu học trò, cậu ấy rất là giỏi, bố cậu ấy có hàng vài nghìn tỷ, nhưng bố cậu cho cậu ấy vào doanh nghiệp nhưng không cho cậu ấy làm cái gì, và làm cái gì cũng phải hỏi bố. Thế cậu bị trầm cảm, xong cậu ấy đến gặp tôi. Thế thì cậu hỏi là bây giờ phải làm sao thầy? Bảo bây giờ phải hỏi mỗi bố thế này. Một là bố còn nguyên 1.000 tỷ, thậm chí nó lên 1.100, nhưng con không bao giờ được khởi sinh trí tuệ. Hai là bố còn 990 tỷ, bố đưa cho con 10 tỷ để con khởi nghiệp, và con được làm theo cách của con. Nếu mà con làm tốt thì con tự tin và khai mở trí tuệ, nếu con làm ngu thì con được bài học. Vậy 10 tỷ đấy con có thể khởi nghiệp làm 5 lần, và tự nhiên con sẽ khởi sinh trí tuệ. Còn nếu mà bố muốn 1.000 lên 1.100 mà bố lại để cho con ngu, thì bố lựa chọn tiền hay trí tuệ của con? Và thưa các anh chị biết thế nào không? Ông bố đã cho đứa con 10 tỷ để khởi nghiệp, và chính nó lại khởi nghiệp thành công hơn ông ấy. Nó lại đau vậy chứ. Nhưng mà chính ông bố không tin đứa con. Vì sao ạ? Ông ấy chết trong vòng vật chất. Vậy thì chúng ta hiểu là một đời người nó sẽ luôn chuyển vòng chuyển hóa. Và trong cuộc đời nếu anh nào chuyển hóa được cả 6 vòng này thì đấy là người cực kỳ thành công. Thôi thì tôi lấy cái khái niệm người thành công nó đơn giản. Thôi thì mình từ vòng vật chất mà mình tuốt được vào cảm xúc thì được gọi là thành công. Nếu đang ở vòng cảm xúc mà tuốt được màu, bắt đầu không còn thèm muốn ăn chơi nữa, vào được vòng sinh mạng là thành công. Có sinh mạng mà nó khởi sinh được trí tuệ và chơi các trò chơi trí tuệ được gọi là thành công. Và có trí tuệ và có tiền rồi, đi trao được giá trị thì là quá thành công. Và như ông Phật thì là vĩ đại rồi, chứ không gọi là thành công. Đấy, để cả nhà hình dung cái khái niệm của chuyển hóa, chuyển hóa tâm. Vậy thì từ đây chúng ta ứng dụng cái này sang xây dựng niềm tin cũ cho con là cái gì? Phải xây dựng cho con lộ trình này, xây dựng con. Vậy đến đây con phải tập trung vào gì ạ? Nỗ lực làm việc tiết kiệm tiền để xây vòng vật chất. Đến giai đoạn nào thì con gì? Bố cho con đi trải nghiệm cuộc sống, được ăn chơi và không còn thèm khát cái thế giới này nữa. Rồi phải biết giữ cái sinh mạng, rồi phải làm những thứ để khởi sinh trí tuệ. Đấy, như vậy chúng ta có cái định hướng và hiểu cái chân lý. Và cũng từ đây chúng ta cũng không phán xét. Thằng nghèo thì nó phải lo tiền là đúng được còn gì nữa. Đừng phán xét họ, vì họ ở vòng này. Nhưng cái thằng nó có nhiều tiền, nó ăn chơi thì kệ nó chứ. Sao lại chửi nó là mày vô kỷ luật? Nó có tiền nó ăn chơi mà, vì nó xong vòng vật chất rồi. Nhưng thằng nào mà chưa xong vòng vật chất mà mang tiền đi chơi thì thằng ấy lại quá ngu, chạy lộn xộn, dỡ gạch ở tường rào vào nát ở sân vườn, xong quay ra lại gỡ gạch ở sân vườn nát ở tường rào. Có phải nhiều ông là gì ạ? Cắm nhà để mua xe không? Nó mua cảm xúc không? Xong lại bán xe để gì ạ? Mua nhà không? Bị bán bà mất cái nhà rồi mà, mất nhà rồi. Đấy, thì nó cứ luẩn quẩn ở cái vòng này, hai cái vòng này. Con người ta bị luẩn quẩn hai cái vòng này nhiều nhất. Và cũng có nhiều người cứ đi vào rồi lại đi ra, anh lượn lờ giữa dòng đời, đi vào rồi lại đi ra. Họ không chắc trong từng vòng. Và người ta gọi như vậy là sống bản năng, họ mất định hướng. Tức là cái tâm của họ rất là tốt, nhưng họ không có đường đi. Thế nào nó cứ luẩn quẩn trong dòng đời. Và rất nhiều anh chị rất giàu có, ăn chơi đến hết vòng cảm xúc và thấy trống rỗng cuộc đời, và bắt đầu sinh ra trầm cảm. Cho nên mình phải có định hướng cho con. Vậy thì mình hiểu được quy luật cuộc đời thì mình mới gì ạ? Xây được niềm tin cho con, thưa các anh chị. Đấy, để các anh chị ứng dụng nó vào, để xây dựng niềm tin, để thảo luận cùng với con, với vợ. Và tôi nghĩ những cái bài này nên cả nhà cùng xem rất là tốt. Mời các anh chị qua phần công cụ.